Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay Quang sẽ làm video để giới thiệu với mọi người về mẫu Yamaha Exciter 155 màu đỏ nhám này nha. Thì hôm nay Quang đang có mặt tại Yamaha Town Sài Gòn 1, địa chỉ là ở Ninh Kiều, Cần Thơ. Đây, khi các bạn mua xe thì các bạn được tặng kèm một cái combo quà và quay số trúng Figo nữa nha. Figo tháng này giảm 7 triệu cho cái dòng Figo S, đang chuẩn bị tiền, cố gắng tích lũy tiền để mua Exciter ta hot gì đó để dành tiền mua Figo. Rồi, đầu tiên á thì mình xin trả lời trước một vài cái comment của các bạn. Thật sự thì các bạn bình luận trên kênh của mình có thể là ít tương tác hơn tại vì mình cũng đi làm nữa. Rồi, nhưng tất cả các bình luận của các bạn thì mình đều có đọc qua hết. Đó. Mình có điều xem qua những bình luận góp ý hay là khen chê này nọ các thứ thì mình biết hết phản hồi của khách hàng về chiếc xe này. Thì hiện tại các bạn đang nhiều người đang có một cái xu hướng đó là tại sao đại lý lại bán đổi giá đề xuất quá, để chưng luôn đi. Thì mình cũng xin trả lời với các bạn đó là không có xe để chưng luôn á. Chiếc này mình đang quay cho mọi người là chiếc xe đã cọc rồi, hết luôn rồi đó. Không có xe để chưng. Cái cửa hàng nào, mình nói thiệt với các bạn á, cửa hàng nào mà bán ế dữ lắm mới còn khoảng 2-3 chiếc xe để chân á. Còn cái cửa hàng mà nằm ngay trung tâm thành phố hầu như là không còn xe nào hết. Rồi, sơ lược tí xíu ha. Cái phuộc xe này thì được tinh chỉnh cái hành trình dài hơn rồi. Rồi, cái kích thước bánh xe sẽ là lớp trước là 90, sạc 80, 17 inch. Và cái thắng đĩa là thắng đĩa thủy lực 1 piston nha. Phiên bản tiêu chuẩn thì chỉ có 1 piston thôi. Phiên bản cao cấp mới là 2 cái. À, còn mâm vẫn là mâm năm cháu, cặp mâm này dạng mâm đôi á, đó như thế nha. Rồi, chiếc xe này chúng ta sẽ có màu sắc là đỏ nhám kết hợp với màu đen nhám. Rồi, đợi xíu để mình quay cận cảnh cho mọi người xem nè. Đó, tông màu của nguyên con này sẽ là đỏ nhám ha, kết hợp với những có dài bộ phận của nó sẽ là màu đen nhám, đen mờ như thế này. Và tem của xe sẽ là tem màu đen phối hợp với màu trắng bạc đó. Rồi, cái này như cái bàn thờ vậy nè. Nó giống cá chốt ha. G1 lăn cá chê, rồi Exciter tiểu G1 lăn cá chốt. Thì kiểu dáng nhìn từ bên hông là đỉnh. Mình chỉ phán một từ thôi là đỉnh, nhìn từ phía bên hông. Còn nhìn phía từ ngoài trước thì các bạn cần thời gian để quen dần so với cái đầu đèn của nó. Đầu đèn của nó nhìn lúc đầu là cảm giác nó hơi thô ha. Còn cái phía sau nhìn ngang hoặc nhìn từ phần đuôi thì rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái rãnh thông gió đây. Nó thiết kế đây, chúng ta sẽ có cái lỗ thông gió luôn, chứ không phải giống như là chiếc NVX chỉ để trang trí. Mình quay sơ cái tem của xe cho các bạn xem luôn. Và tem của dòng xe này là tem GC. Rồi, chữ GC sẽ là chữ nổi. Ở phiên bản tiêu chuẩn hay phiên bản cao cấp đều vậy hết, trừ cái màu xanh GB thôi. Cái màu GB là tem của nó sẽ là tem đề canh dán. Ở đây cũng cái cản của nó cũng là màu đen mờ. Cái phần mũ đen của chiếc xe này khá là nhiều á mọi người. Mình không biết cảm giác của các bạn như thế nào, nhưng mà phần mũ đen nhiều như vậy thì mình thấy chiếc xe này nó khá là mạnh mẽ. Rồi, sẽ có một cái đồ trắng bùn chỗ này. Đó, mấy cái rãnh thông gió nè, lỗ nè, nó sẽ giúp phần nào đó tản. Nói chung là mấy cái khả năng lỗ thông khí này nọ, nó sẽ còn góp phần vào cái hiệu suất làm sạch khí thải nữa. Rồi, về cái cụm công tắc thì rất là quen thuộc, giống như đời Exciter 150. Tuy nhiên có nhiều bạn nói là mua chiếc xe bản khóa thường như đây, thà mua chiếc Exciter 150 cho nó rẻ. Nhưng ngoài cái chuyện mà nó không có khóa thông minh ra thì nó sẽ có những cái tinh chỉnh và những cái sự thay đổi cải tiến từ dòng Exciter 150 mà các bạn khi trải nghiệm sẽ từ từ, mình phân tích luôn, khỏi trải nghiệm đó sẽ phát hiện ra được nha. Rồi, về cái cụm công tắc thì nó như là phiên bản Exciter 150 rồi. Các bạn có thấy trên mặt đồng hồ hiện chữ gì không? Vivia. Đó là một trong những điểm khác biệt nữa so với chiếc Exciter 150, đó là nó có hỗ trợ van biến thiên. Thì phiên bản mình quay hôm nay là phiên bản chìa khóa thường, chìa khóa cơ. Nó sẽ, chiếc này nó không có cổng sạc điện thoại nha. Thắng của nó sẽ là một piston và chìa khóa là chìa khóa cơ. Cân nặng của chiếc xe này nó sẽ nhẹ hơn cái phiên bản đặc biệt. Về cái mặt đồng hồ thì nó hiển thị đầy đủ tất cả các thông số cũng như phiên bản cũ. Và tôi điều mình chia sẻ về cái giá hiện tại là nhiều bạn đó, đại lý bán mắc quá, nó cao hơn giá đề xuất 5-7 triệu. Thì mình xin
Có một cái lưu ý như thế này, đó là khi các bạn mua xe, mình nghĩ không chỉ bản thân mình mà tất cả các bạn đều biết là tại thời điểm này chiếc xe này đang hút hàng nhất, và nó ra một dòng xe được nhiều người quan tâm mà ngay cái thời cơ chín mùi là cận Tết nữa, thì cái chuyện mà nó làm giá là cái chuyện rất bình thường. Thậm chí hồi đó bạn mua một cái iPhone, bạn là một trong những người sở hữu đầu tiên đúng không, thì cái iPhone nó nhiều khi giá 60-70 triệu, nhưng mà khi nó được rao bán rộng rãi rồi á thì chỉ còn 20-30 triệu thôi. Quan trọng là bạn có muốn bạn là một trong những người đầu tiên được sở hữu và trải nghiệm cái sản phẩm đó hay không thôi. Ví dụ như bên Honda mấy chiếc SH rồi đó, mấy chiếc SH là nó bán đổi giá hơn 20-30 triệu. Rồi chiếc Vision hiện tại là không, mình không biết nơi các bạn như thế nào, nhưng ở Cần Thơ thì có những head nó bán giá là cao hơn 5-7 triệu. Mà trong khi đó nó không phải là dòng xe hút hàng như Exciter mà nó còn làm giá như vậy nữa. Thì cái chuyện mà Exciter ra mắt tại thời điểm này mà nó chỉ trên là so với giá đề xuất 5-7 triệu là một chuyện mà tất cả mọi người đều có thể đoán được. Mình nghĩ các bạn bình luận là chỉ cho sướng cái tai thôi, nhưng mà mình nghĩ các bạn sẽ biết được cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Và nhiều bạn hỏi thì có nên mua xe tại thời điểm này hay không, thì cái đó là còn tùy nữa. Ví dụ như có khách đặt cọc ở Cần Thơ, có một anh đặt cọc ở tại đại lý, anh cũng rất là vô tính, anh nói anh muốn, ảnh là một trong những người đầu tiên được đổ chiếc Exciter 155 này. Ổng không phải là ổng là muốn là người đầu tiên sở hữu chiếc xe, nhưng mà ổng muốn ổng là người đầu tiên tại Cần Thơ được đổ chiếc xe này, có một chiếc xe độ 155 đó. Thì quan trọng là cái tính trải nghiệm thôi, và đó là những người có tiền. Mà mấy bạn cũng đừng có nói mình đọc mình cũng thấy không có lọt tai cho lắm, là mấy bạn nói là chỉ có những người ngu mới mua thời điểm này. Trời ơi, những có tiền thì không ai ngu đâu. Nhưng mà có những người không có tiền như mình thì như thế nào? Nhiều khi mua một chiếc xe là phải tích góp là 1-3 năm trời thì mới đủ tiền mua chiếc xe. Thì mình nghĩ các bạn hãy bình tĩnh lại. Những bạn như vậy thì hãy bình tĩnh lại. Những bạn mà nghèo giống mình, bình tĩnh lại từ từ đi. Đến khoảng 1-2 tuần nữa để xem giá nó có bình ổn như thế nào cái đã. Tại hiện tại nó đang hot quá. Còn những bạn muốn trải nghiệm thì đó là một trường hợp. Những trường hợp khác mình không nói. Rồi. Cái xích của xe này sẽ là xích có cái phết cao su, xích kính luôn ha. Nó sẽ bảo vệ chống văng bám bụi bẩn, rồi sình đất, rồi nước. Xích kính nó sẽ cũng giảm tiếng ồn. Về thông số thì nó nặng 119 kg ha, và 155 phân khối, năm sản xuất là năm 2020. Chưa có chiếc xe nào năm 2021 về hết. Tất nhiên là cái lô hàng 2020 sẽ về trước. Cái bô xe và cái ống xả được bố trí cho công suất đầu ra tối ưu với cái bộ xúc tác mới giúp lọc sạch khí thải nha. Và nó còn áp dụng theo cái công nghệ phụ carbon kim cương của EG1 nữa. Đó. Ngoài ra thì là nó có 4 cái bản đồ đánh lửa nha mọi người. Ở đây là cái phục sau nè. Cái dè sau này mình thấy thì nó y hệt như cái chiếc Exciter 150, cái dè chấn bụng con trong này. Ngoài ra thì nó còn được trang bị một cái bộ ly hợp, nó tăng khả năng bám côn, chống trượt côn và sẽ chống bó cứng bánh sau khi mà các bạn dồn số ở tốc độ cao á. Tay côn mới hành trình ngắn hơn 10mm so với phiên bản Exciter 150, giúp chúng ta sẽ có cảm giác lái tốt hơn. Rồi, cái vỏ xe này sẽ là vỏ Maxxis nha. Vỏ trước, vỏ sau đều là vỏ Maxxis hết. Chỉ có cái vỏ của xe phiên bản cao cấp là vỏ IGC. Đó, còn vỏ xe này sẽ là vỏ Maxxis. Xe này chúng ta sẽ được sử dụng động cơ là OHC 4 thì 4 van và có van biến thiên VVA. Thì cái van biến thiên VVA này sẽ làm tăng cái hiệu suất khí nạp và cái công suất tổng thể. Thì xe sử dụng động cơ OHC thì thường sẽ hoạt động hơi yếu ở cái tốc độ cao. Tuy nhiên có sự hỗ trợ của van biến thiên thì xe sẽ vận hành rất là hiệu quả ở tốc độ thấp lẫn tốc độ cao, mà nhiều người ta gọi là nước đề lẫn nước hậu đó. Rồi mình xin báo giá chiếc này luôn nha. Giá hiện tại là 52 triệu đồng ở Yamaha Sài Gòn 1 Ninh Kiều Cần Thơ. Và nhiều bạn hỏi là giá này đã ra giấy chưa, thì mình xin trả lời là chưa ra giấy nha. Và các bạn hỏi là có chương trình khuyến mãi gì nữa hay không, thì hiện tại chỉ có tặng kèm một cái combo quà tại đại lý Yamaha Sài Gòn 1. Các bạn sẽ được quay số lòng cầu nè và quay số trúng Figo nữa. Tuy nhiên Yamaha chưa có bất kỳ một cái chương trình hỗ trợ nào cho dòng Exciter 155 này, các bạn lưu ý nha. Một dòng xe cực kỳ hot như thế này thì chắc chắn mình nghĩ khoảng vài tháng sau, khoảng nửa năm nữa mới có chương trình khuyến mãi, chứ hiện tại sẽ không có chương trình khuyến mãi liền đâu. Cùng lắm là sớm nhất là qua Tết có chương trình thôi, nhưng mà mình nghĩ cũng ít có khả năng như vậy.
Thì nói chung là cái clip này review thì ít mà nó xàm xàm thì nhiều. Chủ yếu á, là mình nói là các bạn nào mà mình có tiền, mình muốn trải nghiệm thì các bạn hãy đến đại lý để đặt hàng nha. Bây giờ thậm chí các bạn cầm nguyên một cái cục tiền các bạn ra đại lý mua, chưa chắc gì có xe cho các bạn nữa. Hiện tại từ 1 tay đến 10 tay là đặt cọc gần như kín mít xe hết trơn rồi. Chứ các bạn đừng có nghĩ tới cái chuyện là lên giá quá để ế để chân đi chó nó mua các thứ đâu, không có đâu, không có xe để bán đó. Các bạn đi làm, các bạn đi học, các bạn không, các bạn coi trên mạng không à, chưa có quan tâm. Nhưng mà mình hãy đến thử một cái đại lý, các bạn ngồi thử khoảng uống cà phê khoảng 1-2 tiếng đi, xe về là đi nguyên lô, xe về là khách mua nguyên lô gì đó, đó đặt cọc hơn hết rồi. Thậm chí là có những đại lý như là ở Đồng Tháp là đại lý đó không đặt cọc luôn. Mình có hỏi rồi, đại lý đó không dám nhận cọc của khách tại vì không đủ xe, cái lượng cung không đủ cọc á. Không biết Yamaha nó có muốn bán không nữa, mà cái số lượng xe về nó gì đâu mà nó nhỏ giọt, cái giọt không phải một ngày về 10 xe đâu, về 2-3 xe cả nhắc gì đó. Mới chạy doanh số kiểu gì nữa. Còn bạn nào mà tích lũy rất là lâu mới được một số tiền, nghèo nghèo như mình á, thì các bạn hãy đợi đi, đợi khoảng 1-2 tuần nữa đi, còn lâu mới tới Tết mà, tháng 2 mới tới Tết mà, thì để xem giá của nó ổn định như thế nào cái đã ha. Mình nghĩ thì nó cũng sẽ không lên đâu. Bây giờ thời điểm hiện tại là nó đỉnh điểm mà, nó chỉ có xuống thôi chứ nó không lên đâu. Còn về cái những bạn nào mà dạng như các bạn thích dòng xe này mà các bạn cần một cái phương tiện đi lại liền luôn á, thì cái này đó là một trường hợp khác, mình nên đắn đo để suy nghĩ nha. Rồi bữa giờ thì chưa có tính bản tính trả góp nào cho các bạn tham khảo hết. Thì hôm nay mình làm một cái bản tính trả góp nè. Thì giá tại thời điểm hiện tại là 52 triệu đồng. Mình tính trả trước là 50% là 26 triệu. Các bạn vay lại 26 triệu. Đang tính cho mọi người cái gói là nhận luôn cả về gốc nha. Tức là giao cả về gốc cho các bạn luôn. Là từ 9 tháng cho đến 24 tháng. Có các móc trả như vậy. Bạn cân đo đong đếm các khoản nào phù hợp với bạn. Các bạn trả càng dài, tổng lãi nó càng cao. Và cái khoản trả trước là các bạn có thể thay đổi linh động, chứ không cố định là phải trả 50%. Tuy nhiên thì cái gói cả về gốc thì nó sẽ có nhiều ưu đãi hơn. Rồi, từ 18 tuổi trở lên chỉ cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái là lên hợp đồng góp được ha. Còn mua tiền mặt thì có chứng minh là đứng tên được rồi. Đến đây thì video mình cũng xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại nha.